Siêu Nhân xin chào cả nhà mình nha. Vào clip hôm nay Siêu Nhân xin mến chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và bình an nha cả nhà mình. Cả nhà mình thấy thằng chồng đây là còn vợ đâu không biết. Đi ăn cắp của Siêu Nhân 2 ngày rồi mà cũng không biết mắc cỡ, bây giờ đi qua xin nữa nè. Đó, giờ đi qua nữa. Đi ăn cắp hoài. Ăn cắp hoài làm cho mấy anh em ăn cơm nước mắm bắt thình lình bắt hoài luôn. Giờ đi qua sáng hoài, sáng sớm qua mới 7 giờ mấy sáng thôi qua đứng xin nữa nè. Đó. Hôm nay cả nhà mình thấy có da thịt chưa, cả nhà mình còn có đếm được xương sườn xương sống gì nữa không. Đó. Bữa nay tròn trịa lên rồi nha. Rồi, vợ đâu không biết ly dị nữa rồi hả. Ê vợ đâu rồi, cái ly dị nữa rồi hả, vợ đâu hả. Sáng sớm xin rồi, Siêu Nhân cũng trộn cho một nồi, còn mấy miếng cơm Siêu Nhân trộn luôn, rau củ quả gì dầm vô hết, nước thịt gì dầm vô hết, còn nhiêu cho hết. Rồi đây hơi nóng nha. Rồi đây bữa giờ là không có nồi ơ gì riêng, ăn chung luôn à, cũng còn vợ lại à, cho ăn trộn đều lắm, không có lựa được. Bữa nay kén ăn hơi nóng đừng giữ nè, hơi ấm ấm thôi. Bữa nay kén ăn rồi cả nhà thấy không, đủ sức lên rồi đó. Bữa hổm là táp bầm bữa nay là biết chê biết đồ rồi. Trời ơi, đây con đứa nữa. Trời ơi, bữa nay nó ly dị, vợ kia nó dắt vợ này lại. Trời ơi, coi này cả nhà mình, vú mớm xương lồi ra nè, đẻ rồi đó, cả nhà thấy á. Rồi giờ chia tay vợ kia rồi đúng không, chia tay vợ kia dắt vợ này lại đúng không hả. Rồi bữa nay dắt vợ ốm lại nữa, con kia mập mạp ra là dắt còn ốm lại nữa chứ gì, nhiều vợ quá đi nè. Trời ơi, coi này xương nè cả nhà mình, vú nè, xương nè. Đó, rồi mấy ngày nữa là clip xương à. Rồi đưa vợ ốm lại ăn nha các anh. Đó. Đưa hết con này tới con kia lại. Ở đây là nhiều lắm hay gì mà. Con kia nó mập rồi đúng không? Bữa nay nó đủ sức rồi cả nhà mình, rồi biết lựa đồ ăn rồi, từ từ rồi đó. Chứ không phải như bữa hổm nha, bữa hổm là cả nhà mình để cái gì nó ăn cái đó. Mà táp không mà không ăn không kịp nuốt, không kịp nhai. Bữa nay là biết lựa rồi. Biểu đây, hay này, à biểu đây. Mắt đuôi mừng sao cho đụng miếng ai. Biểu đây. Này biểu. Nhẹ nha không? Giỏi. Đang ăn nha cả nhà mình. Kêu con vợ nhỏ là ăn, vợ lớn lại đây. Đi về kêu con vợ lớn qua ăn. Mới đó là dắt con vợ khác lại rồi. Đi. Giờ kêu con vợ lớn lại. Ốm rồi cả nhà mình, ăn nãy giờ vô rồi cái bụng no này căng ra rồi đó, chứ không thôi là cả nhà mình thấy tóp sọp luôn. Xương cả nhà mình đếm đi. Vú mớm lòng thòng mới đẻ này cả nhà mình. Sau khi mấy lần ăn cơm với ăn cơm chiều với nước mắm thì ngày hôm nay rút kinh nghiệm. Coi cả nhà coi Siêu Nhân đậy nè. Đá 4-5 viên chồng lại nè, nó làm cái nắp. Kê lên gậy nè, gạch nè, kê lên. Tại vì ăn nước mắm cũng hai lần bất ngờ với nó rồi, một lần thì một con gà, rồi một lần thì là nửa chảo gà với lại là nửa chảo đậu hũ dồn thịt,
dùng thịt chơi cái gì sốt cà đó sạch sẽ. Hôm nay rút kinh nghiệm đậy kỹ lên chút xíu, chiều nay ăn nước mắm nữa biết tàu. Hôm nay là rút kinh nghiệm lại đậy kỹ chút xíu nha cả nhà mình, chó treo mèo đậy lỗi tại tôi mọi đàn. Tiếp tục gặp chặt về. Xin nhân xin chào cả nhà mình nha. Ngày mới xin nhân xin mến chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và bình an cả nhà mình. Thì bây giờ xin nhân quay cho xe gặp cho cả nhà mình xem ha. Tiếp tục gặp nhập về nữa cho cả nhà mình nha. Tuy nhiên thì chưa có đủ nha, khoảng cỡ 7-8 xe như thế này mới đủ nha. Tại vì gạch nó dày rất là nặng, chiếc xe tải lớn nhưng mà chở 7-8 xe là người ta nói vậy. Rồi xin nhân quay trạm sau khi mình lập máy xong, và xin nhân chuẩn bị bước thứ hai là cái gì nha cả nhà mình. Mời cả nhà mình cùng theo dõi clip ha. Rồi hôm thì bây giờ là thợ cán, bắt đầu cán nền luôn nha cả nhà mình nha. Đang ghém nền cán nền luôn rồi cả nhà. Cả nhà mình thấy cán lớp hồ không? Cả nhà mình thấy cục ghém chưa? Thấy lớp hồ không? Xin nhân sẽ cho thợ cán từng ô nha cả nhà mình. Mỗi một ô như vậy là 5 mét chạy dài ha. Chứ để mình làm nhiều quá mình lót không có kịp á, rồi xi măng nó khô là mình đóng gạch nó khó lắm, nó không có chuẩn. Đâm ra là xin nhân sẽ cho cán từng ô nha cả nhà. Có cái vấn đề này thì để ra ngoài xin nhân ở đứng đây cũng được, đứng đây cũng được, nhân nói cả nhà mình sẽ hiểu. Từ cái cột này, từ cái cột này qua tới cái cột này, qua tới vách mình là 5 mét, thì siêu nhân dự định là chừa cái đường này lại là làm một cái chỗ trống để cho như là từ ở ngoài cửa đi vô tới cuối cùng luôn, từ ngoài cửa đó ha, đi vô cho tới cuối cùng luôn, đó là 25 mét. Bề ngang là 5 mét, chừa lại cho Như Nguyên có thể là làm cái gì trong đây để làm, để kho chứa gạo hay là trộn thức ăn gì cho các bé. Tuy nhiên thì siêu nhân xin ngồi suy nghĩ là tính toán rất là nhiều, rất là đau đầu về cái việc này. Bởi vì là siêu nhân chừa như vậy thì nó quá lớn, từ cái này qua bên đây 5 mét mà dài 25 mét thì nó ra là 125 nó ra 125 mét vuông lận, nó quá lớn. Trong khi đó thì siêu nhân nghĩ là Như Nguyên sẽ đất còn nhiều, sẽ cắt nhà ngủ, nhà nghỉ của mình nằm bên ngoài, cũng như là toilet đó là nằm bên ngoài, siêu nhân nghĩ là như vậy. Chưa cái khu gian này lại là quá lớn thì mình không sử dụng hết rất là tiếc. Trong khi đó các bé còn lại trong đây thì các bé rất là đông, thì vì cái chỗ này siêu nhân thấy nó cũng phí quá đi. Thì trong đây đồng ý là siêu nhân đồng ý cái nhà mình rộng, nhưng các bé rất đông, càng rộng càng tốt cả nhà mình, càng rộng càng tốt. Rồi chứ lỡ Như Nguyên còn cứu nữa hay là nói chung là càng rộng thì càng tốt đi. Bởi vì chỗ này siêu nhân mới cho tốn thêm một tí tiền nữa, chấp nhận là siêu nhân sẽ cho nới cái cửa mình ra. Siêu nhân đập cái tường nè, siêu nhân làm rồi đó cả nhà mình thấy không. Bây giờ hôm nay siêu nhân chỉnh sửa lại, siêu nhân đập cái tường là siêu nhân cho quyết định là cho thợ sửa lại chỗ này chút xíu. Siêu nhân sẽ nới cái vách mình, cái các bé dài ra tới đây luôn, dài ra tới đây luôn, là siêu nhân làm hàng cột. Có nghĩa là cái khuôn gian, không gian mà siêu nhân chừa lại cho phép như là để cho Như Nguyên đi vô đi ra, hay hoặc là khách vô tham quan, hay là để đồ đạc, hay là xe gạo đồ vô các thứ, thì trong phạm vi là 3m4, từ vách này qua đây là 3m4 ha cái nhà mình ha. Bởi vì siêu nhân đấu cái cột lại lên đụng cái đòn tay đó, đấu lên đụng cái đòn tay nè cho nó thẳng thớm, cho nó đẹp luôn đó cả nhà thấy không. Thì sẽ là 3m4 không gian chừa lại ha. Như đây thì siêu nhân nghĩ là Như Nguyên sẽ sử dụng rất là thoải mái. 3m4 mà cả nhà mình nhân cho 25m chiều dài thì nó cũng rất là rộng nha. Còn hãy mà mình siêu nhân sợ tiếp tiền đây, đợi chỗ này đi. Nếu như siêu nhân chợ
đúng ra thì là mình từ cái cột đó đó mình băng thẳng luôn nè, băng thẳng nguyên hàng cột nè, đây băng thẳng nguyên hàng cột nè đó, thì cái khuôn gian bên ngoài là chừa trống lại nè, không có các bé vô trong đây thì nó quá rộng đi cả nhà mình, nó rộng ngoài sức tưởng tượng của mình luôn, nó quá rộng. Bởi vì cái chỗ này sau khi siêu nhân hình thành, siêu nhân ngồi dòm cái khuôn viên này lại rồi thấy cái như là các bé thì đông nó ở trong đây rồi, trong khi đó cái này lại bỏ trống, thì siêu nhân thấy tiếc quá, siêu nhân chấp nhận tốn thêm một tí tiền nữa là siêu nhân cho trồng cái cột vô đây, siêu nhân cho trồng cái cột vô đây, cột này đây, thì siêu nhân sẽ nới từ cái cột đó qua bên cột này được một mét mấy, gần 2 mét nữa cả nhà mình, được mét sáu nữa, nới từ cái cột đó qua đây mét sáu nữa, mét sáu chạy dài thì rất là rộng. Thì bây giờ siêu nhân cho trồng nguyên một hàng cột dài dài đây ha, để mình làm cửa nẻo rồi luôn, thì cái không gian của các bé nó sẽ rộng hơn, cái không gian mà chừa là bỏ trống lại nó sẽ hợp lý hơn, chứ không thôi nó phí phạm quá uổng cả nhà mình. 5 mét nhân cho 25 mét nó ra 125 mét vuông, nó quá rộng đi, mà trong khi đó mình cũng không biết là Dương Nguyên sẽ sử dụng cái gì, bởi vì là đất Dương Nguyên còn rất nhiều. Siêu nhân nghe Dương Nguyên nói là sẽ cắt nhà nghỉ rồi nằm bên ngoài, thì là siêu nhân tận dụng thêm một khúc nữa ha cả nhà ha, nới ra thêm, nới cho các bé rộng ra thêm miếng 1m6 nữa nha cả nhà mình, thì siêu nhân tốn thêm một tí tiền thôi, nhưng mà sẽ đâu ra đó cho nó đàng hoàng. Siêu nhân nghĩ là chị Thúy và mẹ Trà Bông sẽ vui hơn, bởi vì siêu nhân tập trung hết tư tưởng về cho các bé. Siêu nhân nghĩ là chị Thúy và mẹ Trà Bông sẽ vui hơn ha. Mình làm cái này là cái gì, làm cái này là cái trạm cho các bé, thì mình sẽ nghĩ về các bé nhiều hơn. Còn con người mình thì không phải là không nghĩ, không quan tâm, tuy nhiên thì mình vẫn còn biện pháp rất là nhiều hết cả nhà mình, biện pháp nhiều lắm, bởi vì mình còn mênh mông đất mà. Siêu nhân nghĩ như vậy là có lẽ là mẹ chị Trà Bông và chị Thúy cũng như là tất cả quý mạnh thường quân hay là quý khán giả ai yêu thương các bé sẽ thống nhất cùng ý kiến với siêu nhân. Siêu nhân tốn thêm hai cái sắc bự đó ăn cây ha, đầu sau một cây, với lại nguyên một hàng dài sắc này nữa, thì dành lại, siêu nhân tốn thêm một tí tiền nhưng mà dành lại cái không gian rộng cho các bé rất là nhiều nha cả nhà mình. Đó, siêu nhân đang chỉnh sửa nha. Chứ còn cái này là theo bản vẽ và theo lời nói giữa siêu nhân với chị Thúy với giống mẹ Trà Bông, thì siêu nhân có quyền bỏ qua cái khoản này nha cả nhà mình ha, bởi vì siêu nhân đã đưa bản vẽ và đưa cái ý kiến tư tưởng của siêu nhân ngay từ lúc đầu, chị Thúy và mẹ Trà Bông đã thống nhất, thì bây giờ siêu nhân có quyền bỏ qua cái khoản này mà thôi. Thấy có nhiều khi là chị Thúy chỉ không có thực tế bằng siêu nhân, siêu nhân đã thực tế đây thì siêu nhân sẽ chỉnh sửa rồi báo lại chị Thúy sau. Siêu nhân nghĩ là 100% chị Thúy sẽ vui hơn, bởi vì cách nghĩ của siêu nhân tất cả là cho các bé, cái này là trạm cho các bé thì dành cho các bé trước rồi mình tính sau ha cả nhà ha. Không phải là mình hẹp nha, không phải là mình nhỏ đâu cả nhà mình, không phải là dành cho các bé rồi siêu nhân không có nghĩ đến chủ trạm hay hoặc là con người mình đâu, bởi vì là còn lại tới 3m4 bề ngang là cả nhà mình, rất là bự đó, cả nhà mình thấy rất là bự không, đó cái cây cột á, còn lại á rồi đây cả nhà mình. Thì hiện bây giờ là viên gạch nền đầu tiên đã được đặt xuống nha cả nhà mình ha. Sau những ngày mong đợi thì hôm nay siêu nhân cho đặt viên gạch đầu tiên xuống đây. Cả nhà. Từ hồi sáng giờ là chỉ cán được nhiêu đây thôi nha cả nhà nha. Đó, được có tới đó thôi. Nếu mà bây giờ tới chiều mà lót gạch xong nữa thì coi như là một ngày làm được có 5m, 10m, gần 15m thôi chứ chưa đầy 15m. Siêu nhân cho đi ron bự lắm nha cả nhà mình. Đi gạch này mình cho đi ron bự bự cho hồ vô cho nó chuẩn nha cả nhà nha.
Còn đây là siêu nhân cho dựng cửa nè cả nhà mình. Dựng cửa nè. Thì hồi sáng siêu nhân có giải thích với cả nhà á. Vào đầu clip siêu nhân có giải thích á, thì không biết cả nhà mình có hiểu không. Thì bây giờ thì nó đã hình thành chút xíu là cả nhà mình dễ hiểu hơn. Có nghĩa là bây giờ là từ đây qua đây là không gian chừa lại cho nhân viên đây cả nhà mình ha. Là 3m4 nha. Siêu nhân ăn gian thêm 1 phút cho các bé đây. Ăn gian từ từ đây vô tới cột này 1m6 nữa cho các bé nha cả nhà mình ha. Đây là siêu nhân đặt cửa nha. Khuôn bao cửa siêu nhân làm bằng vuông 50 luôn ha. Và đã cũng được chôn đổ bê tông chân luôn nha cả nhà mình. Các nhà thấy không? Chôn đổ bê tông chân đàng hoàng. Khuôn bao cửa nha cả nhà mình. Đó, thì siêu nhân thêm một mớ sắt nữa. Nhưng mà ngược lại đánh đổi được cho các bé rộng hơn chút xíu nha cả nhà mình ha. Cả nhà mình thấy ra được 1m6 rồi, thấy vậy là rộng ghê không? Cái này mình chừa lại là tương đối vừa ha cả nhà mình. Chứ để rộng quá là cái mình dạng như mình nhìn thấy nó phí á. Rồi cả nhà mình, hiện bây giờ là 6 giờ 5 phút rồi mà mấy anh em còn một tiếng hồ đang tiếp với siêu nhân nữa cả nhà mình. 6 giờ có nghĩa là đã qua một tiếng rồi ha cả nhà ha. Nhưng mà vẫn còn hồ dầu. Mấy anh em lỡ rồi tiếp dụng cho siêu nhân luôn nha cả nhà mình. Ở ngày hôm nay là mình vừa cán vừa lót được vô đây ha cả nhà ha. Thì nói chung là lúc đầu tiên vô thì nó hơi trở ngại. Thao tác như là dây nhợ thước tất rồi, ngày mai sẽ đi lẹ hơn cả nhà mình. Có ngày nay là 4 người đó, 4 người được trên đây. Ngày mai chủ nhân nghĩ là sẽ lẹ hơn ngày hôm nay một chút. 6 giờ 10 luôn, thợ sắt vẫn còn đang tiếp tục nha cả nhà. Thôi chủ nhân ít phút chia sẻ ngày hôm nay cũng như là ngày lót cách đầu tiên tạm nhân viên cho các bé. Mong rằng nhận được sự ủng hộ của cả nhà mình như cũng như là like share, đăng ký kênh giúp cho siêu nhân ha, cho những lời động lực cho mấy anh em luôn nha cả nhà mình. Và siêu nhân xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình nha. Clip siêu nhân xin chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe và bình an nha. Bye bye cả nhà mình nha.